sĩ này ở Sài Gòn về nha quý vị. Gần có tay thật lớn ha. Để giới thiệu chương trình văn nghệ, Lý Hải đến với bài hát tôi mang tên Hỏi Vợ Hoàng Thành. Cũng nhờ anh Thoại hỏi vợ mình mới có được ngày vui hôm nay. Thì chúng ta cho đàn bắt tay thằng Nhiệt ơi.